Galati đoạn 6 Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có đức thánh linh. Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại cái khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Cái nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời chớ mệt nhọc về sự làm lành vì nếu chúng ta không trễ lại, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt vậy đang lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin hãy xem dính tay tôi viết thơ này cho anh em chữ lớn là giường nào hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp làm người theo phần xác ép anh em chịu cắt bì hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của đấng Chris mà bị bắt bớ đó thôi vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì không vâng giữ luật pháp đâu nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì hầu để khoe mình trong phần xác của anh em còn như tôi tôi hẳn chẳng khoe mình trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Với thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt mì hay là sự chẳng chịu cắt mì, bằng là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót dán trên hết thải những kẻ noi theo mẫu mực này, là dán trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau Chẳng ai làm khó cho tôi Vì trong mình tôi Có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy Hỡi anh em Nguyện sĩ ăn điển của Đức Chúa Giêsu Christ Chúng ta ở với tâm thần anh em Amen